anh khôi xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya quý vị và các bạn thân mến trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay anh khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện người mẹ kế của tác giả trương thành sơn hy vọng quý vị và các bạn có những giây nghe chuyện thật vui và thú vị đừng quên ấn like đăng ký kênh cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé đứa bạn học tên là Hồng Từ thời phổ thông vốn sinh nhất lớp Khốn nỗi Hồng nhan bạc phận Dù có một tình yêu đẹp như tiểu thuyết Vợ chồng Hồng bỏ nhau ngay sau 3 năm chung sống Khi ấy Tiến còn chưa kịp lấy vợ Rồi Tiến cũng nghe tin Hồng tái giá Rổ giá cạp lại mọi người đều bảo Hồng vất vả lắm Mọi câu chuyện liên quan đến con anh Con em Còn chúng ta bao giờ trả phức tạp Hôm họp lớp nhân 15 năm ra trường, thấy cô gầy như khúc củi, ăn mặc sơ sát, không ai hỏi chuyện chồng con của Hồng nữa, để tránh cô tủi thân. Đứa con riêng của chồng Hồng ngỗ ngược lắm, Hồng phải chăm lo cho nó đủ thứ, vậy mà xanh bỏ học đi làm thợ phụ nề. Nhưng Hồng là người có trách nhiệm, luôn coi con chồng như con đẻ, nó đi làm rồi, cô vẫn chăm lo từ cơm nước đi lại của thằng bé. Chính Hồng đèo xe đạp đưa con đi làm, rồi hết giờ làm, lại đi đón nó về, vì nhà chỉ có một cái xe đạp. Mấy lần họp lớp kỷ niệm 20, 25, 30 năm ra trường cũng vẫn không có điều gì mới. Hồng chỉ dự được kỷ niệm 25 năm. Mọi người cũng quan tâm thăm hỏi nhưng cũng ít thông tin do cô kín tiếng. Xong nhìn cách ăn mặc Tóc tai đủ biết kia vất vả chưa buông tha Hồng. Bởi thế, người ta quan tâm chăm lo nhưng không hỏi kỹ về đời sống riêng của Hồng. Chỉ biết vợ chồng cô đã đưa cả nhà đến Quảng Ninh định cư. Không ai giữ mối liên lạc thường xuyên nên điều biết về Hồng không có gì mới. Bẵng đi rất nhiều năm cũng lo cơm, áo, gạo, tiền. Lớp không tổ chức họp kỷ niệm 35 năm ra trường được. Năm nay, đã chắn 40 năm, mọi người đã nghỉ hưu cả, rảnh rỗi, bạn bè lại rủ nhau họp lớp. Điều kinh ngạc, Hồng được một người đàn ông khoảng 40 tuổi, sang trọng, phương phi, lái con xe túc sừng đưa đến. Anh ta vào chào mọi người. Cháu chào các bác, các cô. Cháu là Xanh, con trai mẹ Hồng ạ. À. Chào cháu cháu đưa mẹ đến dự họp lớp rồi phải chạy đi có việc riêng ngày mai cháu quay lại đón mẹ ạ rồi quay sang mẹ anh ta chiều mến nói khi nào họp xong mẹ nháy máy cho con nhé ừ ờ, con đi đi để kệ mẹ người đàn ông chào mọi người đi rồi mọi người mới hỏi con trai hồng lớn thế rồi ư ừ ờ, trai lớn nhà mình đấy Nhìn Hồng, ai cũng thấy cô đã đổi thay. Da rẻ hồng hào, mặc đẹp, tóc tai sửa kỹ lưỡng. Thấy rõ một người vượng phi, đầy đủ và hạnh phúc. Đến lúc này, mọi người mới đua nhau thăm hỏi cô bạn gái về gia đình, chồng con, kinh tế. Cô cười bảo. Sông có khúc, người có lúc, suốt một giai đoạn dài, mình vất vả lắm nhiều lúc tưởng như không thể vượt qua nổi ấy nhưng kiên trì dần dần điều tốt đẹp cũng đến với vợ chồng mình rồi hồng kể xanh thực ra là con riêng của ông xã nhưng mình coi nó như con đẻ khi về làm mẹ kế cũng vất vả với nó mãi rồi cũng qua được cái nó ngang tàng nhưng không hỗn láo với mẹ kế bao giờ giai đoạn đầu cũng lao đao lắm hồng cứ tưởng không sống nổi cùng bố con nó nhưng rồi càng lớn nó càng biết xử thế phải đạo mấy năm gần đây cháu ăn nên làm ra hai vợ chồng mở doanh nghiệp riêng nên nuôi dạy con cái chúng nó đổ hết lên đầu bà nội mệt nhưng vui lắm thế con đẻ của hồng chồng trước mình mới kịp có một đứa con gái thì chia tay tái giá thì có thêm hai đứa con chung vẫn là gái cả các cháu đều đã có chồng con cả rồi nhưng mình ở với vợ chồng thằng cả xanh nó yêu thương mình hơn cả mẹ đẻ ra nó tháng trước vợ chồng con cái nó đi du lịch châu u cứ dứt khoát đưa mẹ đi cùng ơ ờ, còn ông xã anh ấy mất đã ba năm rồi bị tai nạn ôi chia buồn với bạn chúng tớ hoàn toàn không biết ờ mình ở xa, định cư một mình ở tận Quảng Ninh, cũng tự ti nên ít giao thiệp với bạn bè, đến giờ mới ngóc đầu lên được để tự tin hơn. Ngay lần họp này là ngẫu nhiên gặp cán khi về dỗ ở quê mới biết. Giờ phương tiện đầy đủ, ứng dụng công nghệ nên liên lạc rất dễ. Bạn có sử dụng Facebook, Zalo chứ? Có, thế thì vào nhóm của lớp mình đi. Hồng lấy điện thoại của mình ra, thao tác nhoay nhoáy chứng tỏ đã rất thành thạo vừa vào nhóm kết bạn với mọi người miệng nói mãi đầu năm nay mình mới chịu dùng điện thoại thông minh đấy trước đấy ngay cả điện thoại cục gạch cũng không có luôn đứa cháu nội kiên chỉ hướng dẫn bà mãi mới dùng được giờ thành thơi rồi bù khú bạn cho vui nhé nhất định rồi giang vẫn chưa hết tò mò hỏi lại hồng chồng mất vậy mà vẫn sống được với con riêng của chồng à hồng được chứ nó luôn coi mình như mẹ đẻ mà chính mẹ đẻ xanh tái giá có con với chồng mới gia đình cũng khá giả giờ cũng đã kết nối lại nhưng vợ chồng xanh không mặn mà chỉ có bà nội hồng là trên hết thôi chúc mừng bạn người mẹ kế tuyệt vời cảm ơn các bạn quả thực Ai cũng mừng cho Hồng, không ai nghĩ việc làm người mẹ kế có đủ con anh, con em, con chúng ta là dễ dàng, nhưng bằng sự hy sinh, bằng tấm lòng yêu thương, Hồng đã chinh phục được lòng người, nuôi dạy đứa con ngỗ ngược của chồng thành đạt, có hạnh phúc trọn vẹn. Kết quả đó có được không phải là một chốc mà có, cần thực tâm, kiên trì mấy chục năm, phi thường quả là phi thường. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Tiếng hú của sói, tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hà. Tiếng hú của sói xuyên qua âm dương, có lúc giữa trưa, có lúc giữa khuya, như tiếng thú lạc bầy trong rừng thẳm như tiếng gió hú trong những đêm rông tố. Mở thanh nghe ma quái như tiếng gió rít xiết, xoắn vặn từng cảnh thấp cảnh cao trên những cây gạo mọc hoang tận bãi tha ma gần điếm canh đê, bên bờ sông cái. Tiếng hú như vọng đến mọi kiếp đã được sinh ra trên cõi này, thấu tận cùng nỗi khao khát của chính nó. Sói chẳng thể quên, Cuối năm ấy một người đàn ông đến mua nó lúc hai tháng tuổi để làm quà Tết biếu cấp trên. Ông ấy đặt nó nằm trong chiếc túi sách tay, chỉ để hở khóa đủ cho nó không bị ngạt. Không thể đoán định được quãng đường từ nơi nó được sinh ra đến nơi sẽ ở cho tới lúc chết là bao xa. Nó nằm im chờ đợi. Lúc cửa xe mở tiếng chủ tiếng khách thân thiện chào nhau, nó mới ló đầu ra ngoài lén mắt nhìn. Trộm thấy cấp trên của người mua nó làm quà cao mập chán hói tóc thưa, da mặt nhẵn nhụi, với bề ngoài phồn thực trong bộ pyjama kẻ sọc màu xanh nhạt. Chủ nhà cũng chẳng đặc biệt hơn những người đàn ông ở quãng tuổi ấy, ngoài đôi mắt sắc lạnh là khác hẳn mọi người. Nó lại lén nhìn lần nữa. Qua ánh mắt giao tiếp nó thấy rõ giữa chủ và khách vẫn có ranh giới rõ ràng. Uống vơi tuần nước, chủ nhà mới nâng nó lên xoay trái xoay phải ngắm nghía. Con chó đẹp thật. Vâng, đây là con chó đầu đàn. Bố mẹ nó xuất xứ tại Đức và đều là F1. Tuy em có đôi chút kinh nghiệm chọn chó, nhưng với giống chó này em vẫn phải nhờ anh bạn có chuyên môn chọn giúp đấy ạ. À. Đây anh xem, con này mông cao, thân trường, bụng thon, đuôi dài buông thẳng chấm đất, ức nở vàng rực màu lửa, bốn chân đã to chắc khỏe không khuỳnh lại có huyền đề nữa riêng bộ đầu của nó thì miễn chê anh ạ à. mặt của nó hầm hố mà không tối mõm vuông tai dậy hai mắt giả dạ trên đôi trong mắt thật chó bốn mắt là loại tinh anh nhưng tuyệt nhất vẫn là cái trầm ở trên đỉnh đầu nó mới hai tháng tuổi mà đã sở thấy trầm trầm của chó càng to chỉ số thông minh càng cao trong thế giới động vật khuyển mã là hai loại thông minh và trung thành với chủ nuôi nhất anh ạ à em tin anh sẽ hoàn toàn hài lòng vì món quà tết của em chủ vừa đáp lời khách vừa cười mãn nguyện anh cảm ơn về món quà này của chú nhìn chủ và khách hì hả tạm biệt nhau nó càng yên tâm tin cậy về nơi ở này hình như vẫn hoài nghi những lời tán dương của người tặng nó cho mình ngay ngày hôm sau ông chủ cùng trợ lý đem nó đến trường nuôi dạy chó nghiệp vụ nhờ giám định lại nguồn gốc và chỉ số thông minh của nó. Chẳng biết tại đấy họ đánh giá thế nào mà trên đường về ông chủ nhìn nó tỏ ra đắc ý lắm. Từ hôm ấy nó được đặt tên là sói. Được cả nhà chăm chút, nên sói cũng bớt nhớ mẹ nhớ đàn. Bà chủ và cậu chủ thường gọi bằng giọng chiều mến. Cu sói, hay thằng sói. Nó khoái được mẹ con bà chủ gọi mình thế. Còn ông chủ chỉ khô cứng theo mệnh lệnh sói ra sói vào sói nằm im sói tự thấy mình thông minh hơn đồng loại bởi nó nghe và hiểu hết những lời đối thoại của con người mỗi khi nhìn ánh mắt của con người hoặc con vật đối diện với nhau là sói biết người ấy hoặc con vật ấy nghĩ gì sắp hành động gì chỉ riêng ông chủ của mình là nó không thể nào hiểu được ông vẫn hào sảng nhưng ít khi sói thấy ông nói cười quá độ kể cả lúc tay bắt mặt mừng với ai đó. Nhiều lần các cộng sự đến nhà, có người ân cần vồn vã, có người bỗ bã làm thân, có người su nịnh thớ lợ, thậm chí có người cái vã đấu khẩu đến độ dơ nắm đấm trước ông. Sói vẫn thấy đôi mắt chủ của mình không tỏ ra hoan hỉ hay tức giận. Đã hơn sáu tháng từ ngày là thành viên trong ngôi biệt thự này, hôm ấy nó mới thấy người đàn ông có đôi tròng mắt nâu đen trở lại. Ra ngoài ô tô, người ấy xách chiếc vali đựng tài liệu cao thành, hòa từng bước khoan thai qua sân vào phòng khách. Sói vẫy xoắn đuôi mừng quính hít hà hơi quen cũ. Cứ ngỡ người đã mua nó đến làm quả Tết vừa rồi phải được ông chủ vồn vã lắm. Nhưng sau khi đôi mắt sắc lạnh cùng tiếng quát của ông hướng về nó, sói hiểu mình không được phép cuồng nhiệt như thế. Nó đành cúp đuôi lùi lại nhưng vẫn đủ khoảng cách đối diện với chủ và khách sau vài câu thăm hỏi sức khỏe cụ chủ, trên bàn vẫn chưa cạn ấm trà. Khách nâng chiếc vali nhẹ tay đặt lên bàn bấm số, mở nắp xoay về phía chủ. Em biết anh mê loại thuốc lá này nên biếu mấy tút để anh dùng dần. Không tỏ thái độ, ông chủ của nó chỉ nói. Xếp kín vali thế này đâu phải mấy tút, chú tính đốt phổi tôi dần ư. Tôi nhận một tút còn lại chú mang về đi vừa nói ông chủ vừa lấy ra một tút thuốc do sơ ý để sát mép bàn tút thuốc căng nặng hơn bình thường lại không gài nắp nên khi rơi xuống bật tung vỏ ngoài sói nhồm lên nhìn lại nằm xuống ngay bởi tràn ra nền nhà không phải thuốc lá sói nhớ lại lần ấy cậu chủ vừa đưa sói hít hà tờ tiền ông chủ cho vừa nói với nó đây là đô la sói ngửi mùi này rồi tìm chỗ ông giấu lấy cho cậu mấy tờ nhé sói muốn nghe lời cậu chủ nhưng bố của cậu đã bỏ trong két sắt nên nó không thể những thiếp tiền dưới nền nhà đã được xếp lên bàn sói thấy da mặt ông chủ dần dần đỏ thoát màu da lại trở về bình thường ông gằn giọng chú lại thế rồi hôm trước tại phòng làm việc tôi đã nói chú đừng đến gặp tôi nữa thời điểm này rất nhạy cảm việc khác tôi có thể giúp nhưng việc này chú đừng đẩy tôi vào thế khó các đơn vị muốn có dự án đều phải qua đấu thầu đơn vị nào chuẩn bị hồ sơ chặt chẽ hợp lý nhất sẽ trúng không thể khác em biết thế nhưng anh là chủ dự án mong anh giúp một số quân xanh khi bỏ phiếu thầu như năm ngoái đã giúp đơn vị t liếc xéo sang ông chủ sói vẫn thấy đôi mắt của ông sắc lạnh cùng từng lời mình nói chưa lần nào dự thầu nhưng chắc chú đã biết rất rõ trên tôi còn có lãnh đạo bộ thanh tra ngành quanh tôi còn có công an kinh tế rồi các đơn vị dự thầu khác sẽ soi mói tìm ra dấu hiệu không bình thường rất quý cậu nhưng tôi không giúp được đâu khách ghé gần vai chủ nói nhỏ hơn như thể ngoài sói còn có người khác nghe được em luôn tin anh có thể giúp được đơn vị em ông chủ của sói đập mạnh tay xuống bàn nhìn thẳng vào mắt khách sẵn giọng mọi sự vẫn phải đúng luật chú đừng tự tin mà khẳng định điều gì vội chủ cùng khách đều im lặng không gian phòng khách như quánh lại sói chỉ nghe quả lắc trong chiếc đồng hồ treo tường vọng tiếng ra đều đều bỗng nó nghe thấy giọng ông chủ nhẹ hẳn thôi chú cứ về chuẩn bị hồ sơ xin dự thầu phải rạch ròi mạch lạc đến từng chi tiết nhỏ nhất. Từ giá đền bù giải phóng mặt bằng, giá vật liệu trôi nổi, giá nhân công, vào được vòng trong tính sau. Sói không nhìn rõ ánh mắt của hai người khi họ đi ra cổng, chỉ thấy chủ vỗ nhẹ lên vai khách trước khi khách bước lên xe. Mấy năm gần đây, không hiểu tại sao những người thường đến với ông chủ cứ thưa dần. Sau lần sách đô la tới đây, người đã mua nó làm quà Tết cũng không thấy xuất hiện nữa. Quanh nhà vắng ngắt, sói chỉ sủa vu vơ mấy con chim sẻ ngoài vườn cho đỡ tẻ. Lúc này mặt trời chưa đứng bóng, nắng đã như đổ lửa xuống cái sân gạch, tràn cả lên những bậc thềm. Hơi nóng hầm hập lùa ngược lên tất cả các tầng. Chạm vào đồ vật gì cũng nóng gian. Ngoài vườn, cây đứng lặng lá rủ xuống mềm oặt tiếng ve sầu từ dãy xấu ngoài đường vọng vào da giả đồng loạt dâm gian rồi lại đồng loạt tắt lặng sói vào nằm vật gần cửa chính nhịp thở nặng nhọc toàn thân rượu rã mỏi nhừ trước khi đến trường bà chủ đã đơm cho sói một bát cơm với mấy miếng sườn diêm nhưng nó không đụng đến biết mình không ốm sói chỉ rất buồn cái sự buồn lại cứ nhằm lúc nhà vắng ngát mà hiện diện như cố tình dẫn dụ nó trở về trận đòn cũng vào ngày nắng nóng như hôm nay trận đòn đã qua từ lâu mọi cơn cớ cứ âm ỉ tự buồn mãi chẳng nguôi khiến mỗi khi nhớ lại sói vẫn ấm ức khi không thể chia sẻ được với vợ con ông chủ cố quên thì cơn cớ lại bắt nó nhớ lại ngày mẹ con bà chủ về quê ngoại hôm ấy đang giấc ngủ ngày sói bỗng bật dậy bởi đánh hơi thấy xe của ông chủ sắp gần tới nhà nó chạy ra sát cổng rít sâu trong họng vẫy tít đuôi mừng trước khi nhìn thấy chủ sói đã quen cách tài xế riêng xuống mở cửa xe cho ông nhưng nó ngạc nhiên khi xuống xe sau ông chủ là người đàn bà trẻ nhìn cách ông chủ thể hiện khác bình thường nó biết đây là khách quý nên ghé mũi sát chân nữ khách hít hà chỉ muốn lưu giữ hơi thân quen về sau đấy là bản năng của giống chó săn mà thôi thế mà nữ khách hét thất thanh nhảy lên co cao hai chân quặp chặt lấy ông chủ nó ngỡ ông chủ bị tấn công nên đã ngoạm vào mông nữ khách vừa giận giữ quát sói ông vừa cúi xuống kiểm tra vết thương của nữ khách Mày quá chỉ rách đến quần lót thôi em ạ à. ông chủ vỗ về nhẹ nhàng khi dìu nữ khách lên phòng riêng của mình rồi mới quay xuống trị tội nó Ông cầm chiếc gậy tập quyền của con trai vụt vào mặt vào lưng sói tới tấp. Nó đã chạy trốn dưới gầm cầu thang ông vẫn chút giận lên đầu gậy hướng vào thân thể nó. Sói cãi lại bằng ngôn ngữ của chó. Tiếng sủa váng nhà. Có lẽ thấy đuôi mắt nó dì máu ông mới quăng chiếc gậy ra sân. Chẳng nhẽ chỉ vì rách chiếc quần lót của người đàn bà trẻ ấy là cái tội dẫn đến cái chết này ư. Sói nghĩ mình sắp chết, bởi toàn thân nó cứ liệm dần không thể gượng dậy được nữa. trời đã oi nóng lại lặng gió, xung quanh khu nhà yên ắng đến nỗi sói cảm nhận sự chết đang hướng về phía mình. chợt tiếng nói dịu êm như cái đêm nó sắp phải rời xa mẹ hồi ấy, còn vẫn trong luân hồi nên chưa chết được đâu, phải cố sống để học được những bài học về luân hồi nhân quả. nếu ngộ ra, kiếp sau sẽ thoát được kiếp súc sinh này con ạ. À. sói mở mắt ra nó không thấy ai bên mình mà chỉ thấy một áng mây trắng vừa bay lên giữa khoảng trời xanh ngắt sói vẫn chập chờn nửa mơ nửa tỉnh đôi mắt khép hở nửa thức nửa ngủ có tiếng kèn trống tiếng khóc của bà chủ tiếng khóc của cậu chủ và nhiều tiếng khóc của ai ai nữa nó không rõ hết tiếng khóc đan sen trong tiếng nhạc ỉ eo lê thê như kể lể rãi bày nó cố bật dậy đi vào phòng khách người đã chết nằm trong cái hộp gỗ dài màu vàng tía. Những người thân đang chia nhau từng giải vải trắng. Nó nghe bà chủ nghẹn ngào nói với con mình. Cho thằng sói được nhìn ông lần cuối rồi hãy để họ đóng nắp áo quan. Cậu chủ đỡ nó lên. Sói thấy đôi mắt người nằm trong hộp gỗ đã khép. Da mặt bùng bạch không hồng hào khỏe mạnh như mọi ngày. Tiếng trống đánh bùm. Tiếng phèn la sập xoèn đồng loạt rộ lên tuột khỏi tay cậu chủ sói chạy vụt ra sân. Nó cố vươn cổ chu lên một tiếng để tiến biệt một kiếp người mà không được. Cái đầu chịu nặng cứ ghim cổ nó xuống. Chợt tiếng lách cách mở khóa cổng. Sói bật dậy thẳng thốt. Ôi trời! Vẫn là giấc mơ ngày. Lúc ấy nó mới định thần nhớ lại. Đấy là đám ma cụ chủ từ năm ngoái. Ông chủ của nó còn kia. Đã chết đâu cậu chủ đỗ đại học là một ngày trọng đại của cả nhà ông bà đang đợi con trai về liên hoan thì bất chợt chuông cổng reo sói chưa kịp chạy ra tới nơi ông chủ đã hấp tấp lùa nó vào trong cũi người đàn bà trẻ bị sói cắn rách quần lót ngày ấy lại đến cô ấy vẫn đẹp nhưng nét mặt lộ rõ sự mệt mỏi hình như cô ấy nói gì đó với ông chủ rồi phăm phăm đi vào nhà ông chủ sải bước theo cố ngăn lại nhưng không thể người đàn bà trẻ như cơn gió đông bắc ùa vào phòng khách bỗng toát lạnh bước tới đối diện bà chủ của sói nữ khách nhỏ nhẹ xin lỗi chị vì sự đường đột này hôm nay em đến để thú nhận em đã có con với chồng chị không tỏ ra ngạc nhiên trước người phụ nữ trẻ hơn mình bà chủ của sói bình thản từng lời tôi đã biết từ lâu cô đừng nói thêm nữa không chị phải biết thêm điều này anh ấy dỗ em phá thai nếu không bỏ đứa trẻ em buộc phải im lặng sẽ nhận được chu cấp nuôi con em không đòi hỏi tiền chỉ muốn con em có tổ tông đàng hoàng nhưng anh ấy đã từ chối khi thằng bé tròn một tuổi cả hai mẹ con em bị nhiễm covid phải cách ly tuyệt đối giữa sự sống chết mong manh em vẫn hy vọng nhưng anh ấy đã vứt mẹ con em như vứt túm rẻ bẩn. Thay cách xưng hô, nữ khách quay sang ông chủ của nó. "Tôi đến để cho anh biết, thứ nhất tôi đã im lặng để anh được yên vị, thứ hai thằng bé giống anh như khuôn đúc. Đây là di ảnh của nó, cho cốt tôi gửi tại ngôi chùa này. Ông bao giờ cũng làm chủ mọi tình huống." Thế mà lúc ấy ngây dại khi cầm tờ giấy xác nhận của nhà chùa, ông cố níu người đàn bà trẻ để phân bua điều gì đó nhưng nữ khách lạnh lùng xoay người quay ra cổng cô ấy bước vào nhanh thế nào bước ra cũng nhanh như thế được gần con người sói chưa thấy ai đẹp như cậu chủ của nó từ thân hình rong ròng cân đối săn chắc đến khuôn mặt tuấn tú với nước da hồng hào khỏe mạnh trông cậu đẹp tựa thiên thần ấy vậy mà giờ đây cậu như quả bóng căng đang xẹp hơi dần hình hài sọm hẳn ngày trước mỗi khi học xong cậu thường xuống sân chơi đùa với sói hoặc vào bếp giúp mẹ bây giờ cậu chỉ nhốt mình ở trong phòng riêng thậm chí đến bữa cậu cũng không nhớ nữa cho đến một hôm sói chứng kiến cuộc xung đột dữ dội chưa từng thấy giữa ông chủ với con trai mình mày có biết số tiền ấy là ông chưa nói hết cậu chủ đã khẳng định con chỉ biết đấy là những cọc tiền không sạch cậu chủ bất ngờ dùng cái vũ khí ấy để chống lại bố mình hai trong mắt ông bố gần như bật ra ngoài ông vớ luôn cây gậy gỗ đã từng đánh sói lao về phía con trai ông phang gậy tới tấp vào con mình không cần biết chỗ nào sẽ phạm vào tính mạng như ông đã đánh nó cậu chủ không tránh đòn cũng không cãi lại bố mình như sói đã cãi lại ông hồi nào chỉ có bà chủ bất lực gào lên ông đánh nó đến chết à trong cơ thể nó có xương cốt của ông đấy. Cậu chủ cố gượng dậy vuốt nước mắt cho mẹ mình rồi lặng lẽ đi ra nhà xe. Ông chủ vẫn cầm cây gậy lao về phía con trai. Bị mất thăng bằng ông ngã vật xuống như người đấu võ bị hụt đòn, đầu va vào góc bàn, tay vẫn chới với theo thằng con đang leo lên xe máy lao ra cổng. Từ ngày bỏ nhà đi, cậu chủ chưa một lần trở về. Chắc cậu không thể biết bố mình đã đổ bệnh sau cú ngã ấy chiều nay người nữ khách của ba năm trước lại đến sói không hiểu có sự gì nữa đây cô ấy đằm thắm mặn mà hơn trước nhiều vẫn giọng nhẹ êm nữ khách nói với bà chủ của nó em mới biết tin anh ấy bị tai biến hôm nay em đến thăm đồng thời cũng muốn được tạ lỗi với chị trước khi đi định cư ở nước ngoài ngày ấy em quá nông nổi cũng phận đàn bà em mong chị tha thứ thiếu phụ trẻ dịu dàng khác hẳn lần trước cô ấy còn nói những gì nữa với bà chủ nhưng sói không nghe rõ chỉ thấy hai người đàn bà một là vợ một là người tình của ông chủ họ cứ chìm vào trong mắt nhau cả hai đôi mắt rưng rưng đầy nước đến lúc tiễn kẻ tình địch của mình ra về sói mới nghe bà chủ ôn tồn chậm rãi chị đã cho qua từ lâu rồi chúc cô có cuộc sống mới hạnh phúc bà chủ của sói sấp xỉ tuổi chồng từng nét thanh tú vẫn chưa tàn phai hết trên khuôn mặt đẹp từng nét cùng làn da mịn màng bẩm sinh của mình chỉ riêng đôi mắt có hàng mi dày lúc nào cũng buồn mà thôi sói nghĩ những người có đôi mắt như thế thì trong tâm chẳng bao giờ được an nhàn chưa khi nào sói thấy bà to tiếng với ai ngay cả khi biết chồng mình đã răng hoa cùng người khác bà cũng chỉ nói đủ để ông nhìn thấy hậu họa. Bà cố giữ không khí bình thường trong gia đình, cho tâm lý đứa con trai đang độ tuổi vị thành niên không bị tổn thương. Bằng ấy năm sói đã thấu hết nỗi cô đơn của bà chủ trong ngôi nhà này. Bấy nhiêu muộn phiền chẳng biết chia sẻ cùng ai, nên bà chỉ tâm sự với sói như với một con người. Chiều nay, sói lại phủ phục bên bà để nghe giọng trầm buồn ấy cất lên. Còn có biết không, ma quỷ đã đánh cháo người chồng của ta thành một kẻ hoàn toàn khác nó làm tan biến ánh sáng tỏa ra từ người đàn ông ta đã si mê từ thủa còn thiếu nữ như thế vẫn chưa đủ hay sao ma quỷ còn dụ đứa con duy nhất của ta bỏ nhà đi biệt chẳng biết sống chết phương nào vừa nói bà vừa tức tuổi như chưa bao giờ được khóc thành tiếng lúc này bà lặng đi rất lâu đôi mắt chỉ hướng vào vô định hình như tâm hồn bà cố vực dậy từng ký ức tốt đẹp về chồng mình, để bấu víu vào quá khứ ấy mà sống. Sói hiểu hết, nhưng chẳng có cách nào để chia sẻ. Nó chỉ biết rụi rụi đầu vào tay bà, hoặc khẽ đập chót đuôi xuống nền nhà mà thôi. Từ ngày ông chủ ngồi trên xe lăn giống cụ chủ hồi ấy, bà chủ của nó phải nghỉ dậy trước chế độ để chăm sóc chồng mình. Suốt ngày sói chẳng nghe ông nói, chẳng thấy ông cười, chỉ thấy ông với cánh tay yếu ớt về hư vô. Nó không hiểu ông chủ cười với ai, với ai ở phía ấy nữa. Bà chủ xoay bánh xe lăn lại gần hơn cây quạt, vừa mát vừa đúng cái thế đút thức ăn vào miệng cho chồng mình. Người đàn ông phong độ, nói cười sang sảng hồi nào, bây giờ chỉ nghẹo đầu nhìn vợ mình cười ngây dại. Bà chủ nó chỉ thở dài sói chẳng hiểu bà thở dài vì cái nhìn vô hồn của chồng mình hay bà thở dài vào niềm hy vọng về con trai cứ hun hút như đường hầm không thấy tia sáng cuối nhưng bà vẫn nâng niu hy vọng mong manh ấy để chờ đợi sói thương bà chủ lắm mà chẳng biết bằng cách nào để thể hiện được nó chỉ biết ngày đêm ra sân vươn cổ hú đến vô tận từng hồi dài hơn bình thường tiếng hú của sói xuyên qua âm dương có lúc giữa trưa, có lúc giữa khuya, như tiếng thú lạc bầy trong rừng thẳm, như tiếng gió hú trong những đêm rông tố. Mở thanh nghe ma quái như tiếng gió giết xiết, xoắn vặn từng cảnh thấp cảnh cao trên những cây gạo mọc hoang tận bãi tha ma gần điếm canh đê, bên bờ sông cái. Tiếng hú như vọng đến mọi kiếp đã được sinh ra trên cõi này, thấu tận cùng nỗi khao khát của chính nó khao khát của một con vật muốn nói ngay được tiếng người, để có thể chia sẻ nỗi đau của người đàn bà đang sống trong nhà này. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Kẻ ở nhờ, tác giả Phạm Thanh Khương. Mới vào hạ mà nóng như giữa mùa, đám cỏ tranh ven sông mép lá cháy vàng. Cả ngày cứ ượt ra vì mất nước, nhờ đó mà lũ bò có cái để ăn. Nếu không, có lẽ gặm đến bật gốc cỏ trên triền để chúng cũng chẳng thể nào lấp đầy những cái bụng trình ĩnh. Mới sáng ra, lão khuấn đã ngồi dạng háng giữa mui thuyền hóng gió. Cái quần đùi vén lên quá bẹn không khác gì đóng khố. Tấm lưng trần loang loáng mồ hôi, đen sắt lại lão với tay kéo chiếc điếu bát vào lòng, vê vê mấy sợi thuốc, chậm chạp bỏ vào nó. Ngón tay trỏ dập dập mồi thuốc gọn lại, lão lật miếng ván ngay dưới chỗ ngồi, lấy cái bật lửa. Cũng rất chậm, lão dựa xe điếu vào ngực, búng búng đóm châm, bập bập cho lửa bắt mồi thuốc, ưỡn ngực, kéo một hơi thật dài, ngửa cổ khoan khoái. Từng sợi khói vừa thoát khỏi miệng bị gió cuốn đi, tan nhanh vào hơi nước phơ phất trên sông. Như để cho hương vị từ thuốc lào ngấm vào cơ thể, lão chống tay sau lưng ngửa mặt nhìn trời. Tiên sư nó, cứ xanh ngăn ngát thế kia, lại nóng đến chảy mỡ. Bà Hoàn, vợ lão, đang lúi húi nấu bữa sáng nghe thấy nhưng không nói gì. Tiếp lời có khi ăn chửi ngay, bà không lạ gì tính nết mưa bóng mây của lão liệu mà lo ăn mấy ngày sắp tới? Tôi có việc, không trải lưới, cá mú gì được đâu. Lão nói trống không, chẳng với ai, nhưng bà biết nó dành cho bà. Ông muốn làm gì thì làm, gạo còn đủ ăn, nước sông cả đời, sao cứ phải giáo tổng thế cho mệt. Nói trước cho mà biết, không lại dè réo suốt ngày như chó cắn. Những ngày đầu mới về ở với nhau, nghe lão cấm cằn cục cằn bà thấy chán cứ nghĩ thân mình tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa khổ nó vận vào thành số phải chịu cũng đôi ba lần bà nghĩ đến việc bỏ xứ mà đi thậm chí chết quách cho rảnh nợ nghĩ là thế nhưng rồi lòng bà lại thương cuộc đời lão chưa có được ngày sung sướng hồi còn trong quân ngũ cha mẹ lão già yếu việc đánh bắt cá không được thường xuyên nên thu nhập chỉ đủ từng ngày. Hôm nào không trải lưới được là hết đỏ lửa. Từ ngày lão về, dù có sức khỏe, nhưng cũng chỉ cắt cảnh đứt bữa. Rồi bố mẹ lão lần lượt qua đời. Người sông nước, gia tài duy nhất là chiếc thuyền đã cũ. Đến cái mái lập nứa mục cũng không có tiền để thay mới. Bà về với lão chỉ vì thương chứ thực lòng cũng ngại. Đói khổ bà không sợ, sợ nhất tính cục cằn, cũng may chưa bao giờ lão tạt tai hay đánh đập gì bà chỉ tội lúc nào có chuyện bực mình là chửi mất mặn mất nhạt quá bằng rút xương rút tùy người ta chẳng biết có phải duyên số hay không nhưng bà vẫn nhớ cái ngày còn là dân xóm bãi có một lần ra mua cá của lão đúng khi mụ đỏm buôn cá cũng đang ngã giá cũng chỉ là chê cá kém tươi thả lâu trong khoang thuyền nên gầy. Đòi giảm giá. Thế mà lão cáu tiết. Mắng vuốt mặt không kịp. Định ném cả vịt cá xuống sông. Đêm ấy về. Bà mơ thấy lão đứng đầu giường. Cứ xa xả nói. Bà quay lưng lại. Tấm tức khóc. Sau này. Khi đã là vợ chồng. Bà kể. Lão khùng khục cười. Cái số của bà là phải lấy tôi nhé. Với tôi, không nên không phải. Túm cổ vứt mẹ nó lên bờ chứ việc gì phải mỏi mồm. Tôi chứ không phải thằng tác nhá. Hèn người đi. Lão nói ý về chuyện nhà anh tác. Xóm trên bờ ở khúc rậm. Ăn nói nhẹ nhàng. Ai gặp lần đầu cũng nghĩ hiền lành. Ấy vậy. Xích mích thì đánh vợ như két. Vớ được cái gì là phang luôn. Có lần, anh ta bế vợ vứt thẳng xuống ven sông rồi nhảy lên nhận xuống bùn may thuyền nhà bà ở gần, thấy thế, lão khuống nhảy xuống cứu, đưa cô vợ lên bờ rồi lôi cổ anh chồng dìm nước cho đến khi ngác ngoài mới túm cổ áo, lôi vứt lên vệ đê, bắt phải hứa không được hành hạ vợ. Chả biết có phải vì sợ lão hay không, nhưng từ đó, anh ta tử tế hẳn. Thỉnh thoảng cô vợ ra bến, gặp thuyền nhà bà, lại gọi cho ít khoai hay nải chuối nhà chín cây làm quà mỗi lần như thế lão khuống lại chui vào khoang bắt con cá ném lên bờ dặn mang về nấu canh chua cho ông chồng nhắm rượu cuộc sống sông nước không như lúc đầu bà tưởng nó đơn giản vô cùng đánh bắt trải lưới là việc của lão bán cá lo gạo nước sắm xanh là việc của bà được cái lão khuống dễ tính sống ăn sống chín ăn chín gì cũng được, món khoái khẩu của lão là cá chuối nấu canh chua. Hôm nào đi lưới có cá chuối, to nhỏ gì cũng cứ đánh vẩy, cắt khúc, bỏ vào rán qua rồi đổ nước ấm đun. Đến khi chín, lấy mấy quả cà chua cắt dọc làm bốn làm năm bỏ vào, cha ít rau thơm cùng be rượu bưng lên là lão sướng lắm. Mấy năm nay bão lũ nhiều, cá từ các ao nuôi thả bị nước tràn bờ nên việc đánh bắt cũng có phần dư giả. Dạ tằn tiện, chắt bóp cả năm vợ chồng bà cũng thay được cái mái mới. Nghe lão khuống nói giáo việc tự lo mấy ngày ăn, bà biết sắp tới có việc rất quan trọng. Những chuyện như thế này không được hỏi. Hỏi là lão nổi cáu. Mặc, lão muốn làm gì thì làm. Ngay kia hôm lão bảo chuyển thuyền từ khúc rậm về dưới khúc hồn, lòng bà dù bất an nhưng không dám nói. Trên khúc rậm, chẳng gì cũng còn có vài ba gia đình trải lưới dưới khúc hồn vừa xa các xóm ven bờ lại cách chở các vạn trải nửa đêm gà gáy nhỡ có làm sao thì ai giúp nghề sông nước bão gió mưa lũ trái gió trở trời ốm đau bất chợt sinh tử như cái lá lật mấy năm trước lão vẫn cùng vạn trải bị đau ruột thừa vì ngại đi khám lại chả có ai biết bệnh tình cứ xoa cao cùng mấy thứ lá chữa đau bụng hàng ngày cho uống. Nửa đêm, ruột thừa bị viêm rồi vỡ. Tới mức ấy mà cũng có biết nguy kịch đâu. Đến khi thấy liệm dần mới vội vã đưa đi. Đến cổng viện cũng là lúc lão tắt thở. Rồi chuyện nhà lão hơn. Mấy ngày cứ thấy sốt và mệt. Ai cũng bảo bị cảm. Thấy có thể ngồi dậy, nhúc nhắc đi lại nên gia đình vẫn để ăn cơm. Được mấy bữa lão kêu đau vật như cá vật đẻ mồ hôi vã ra như tắm người nhà vội chạy đi tìm bác sĩ ở trạm xá xã đưa về đến nơi thì lão đã chết nghe kể triệu chứng và khám lại bác sĩ chỉ biết ngồi im há hốc mồm vì gia đình điếc không sợ súng đã bị thương hàn lại vẫn nấu cơm cho ăn nên dẫn đến bục ruột mà chết mới mấy bữa trước là lão thủy sau bữa rượu liên hoan cùng các vạn trải khác vì nhà lão đánh được con cá sủ vàng bán mấy chục triệu, lão Thủy ôm chiếu lên mặt đê ngủ. Sáng hôm sau, mặt trời quá con xào vẫn chưa thấy lão dậy. Người nhà gọi không thấy thưa vội ghé thuyền vào xem sao. Lây thì người đã cứng đơ, lạnh ngắt từ bao giờ. Sáng ra, thấy lão khuống cởi trần, mồ hôi ướt chảy thành dòng trên lưng bê bát mì tôm trứng lên cho lão bà nhẹ nhàng nóng thế sao không nhảy xuống sông mà ngâm cho mát ngu gì thì cũng ngu vừa vừa thôi chứ hết cả phần thiên hạ bà muốn tôi chết hay làm mồi cho cá khúc sông này hà ờ thì thấy ông nóng quá tôi bảo nhảy xuống tắm cho mát rồi lên chứ có ý gì cứ độc mồm độc miệng có ngày rách mép vừa nói bà vừa khom người chui vào nhà thuyền lão khuống lừ mắt chả biết có phải vì đang nghĩ gì nên ngồi im chứ như những lần khác chắc lão đã đùng đùng lên rồi còn ở khúc này thì phải nhớ cắm xào cả hai đầu múc nước nấu ăn rửa giấy giặt rũ nhớ buộc dây vào gầu ném xuống mà kéo lên cấm mon men ven bờ bắt cua cấy giặt rũ rửa giấy cũng không được ngồi trên thuyền rồi nhoài người ra. Bà chả cần lão phải nhắc. Những chuyện bí ẩn về khúc hồn này, cả vùng có ai là không biết đâu. Lòng bà chợt thấy vui vui. Dẫu sao, lão vẫn còn lo cho bà nhiều lắm. Không lo sao lão lại nhắc thế. Bà cười tùng, đỏ mặt, vội quay đi khi thấy cái quần đùi lão đang mặc, vướng vào đầu đinh, tụt xuống, chim thỏ lõ khi lão với tay, vịn vào cửa nhà thuyền đứng lên. Mấy chục năm trước, khúc hồn vẫn còn mang tên bến bãi thuộc xóm bãi, là nơi rất đông vui, người qua kẻ lại. Nó là một phần của làng nang nhưng lại dường như tách rời vì xung quanh được bao bọc bởi cơ man tre. Ngoài cùng là lớp tre gai, tiếp đến tre bóng nước, rồi tre đá để vào được xóm chỉ có con đường chạy xuyên tâm lát gạch nghiêng mở ra hai lối một đủ cho xe trâu kéo chạy về các khu trong xóm một hướng ra phía bờ sông với các bậc lên xuống lát bằng đá xanh chiều dài có thể cập được cả chục chiếc thuyền vận tải về ăn hàng gọi là bến bãi bến bãi thực sự là chỗ giao thương buôn bán giữa xóm bãi với thế giới bên ngoài cũng nhờ đó mà xóm bãi ngày càng giàu bên trong xóm được chia làm năm khu rõ rệt với các làng nghề gốm xứ gai vó trải lưới mộc mỹ nghệ khảm trai bạc về truyền thuyết theo các cụ già trong làng thì ngày xưa xóm bãi này chưa có tên không có người ở chỉ có cỏ ống nhang năn lác và lau sợi mọc kín rồi một hôm có chiếc thuyền buôn đi ngang do không thông thạo luồng lạch nên mắc cạn chả biết có phải đất lành chim đậu hay chờ nguyên vật liệu sửa chữa mà số khách thương hồ ấy lên cắm lều bạt trên bờ rồi ở lại người đứng đầu tên là a vòng nguyên là viên quan nhỏ dưới trướng của ngô tam quế vì loạn tam phiên sợ bị triều đình nhà thanh truy sát a vòng thu vén của cải đưa cả nhà và đám gia nhân xuống thuyền bỏ trốn khi quyết định ở lại a vòng chia nhóm người đi theo thành từng khu các khu này ra sức khai khẩn đất để mở rộng nơi canh tác và cũng là nơi sinh hoạt. Từng khu ấy, dân cư cứ đông dần lên. Trong nhà, A vòng cho đảo ao thả cá sấu để trừng trị những kẻ làm phản. Bất tuân. Không ai biết được xác A vòng chôn ở đâu hay mang về cố quốc. Con cháu A vòng thay nhau làm người quản lý khu đất xóm bãi. Cứ thế, xóm bãi tồn tại qua bao nhiêu năm cho đến hôm nay. Với bà Hoàn, xóm bãi từng là nơi cho bà niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng đẩy bà đến tận cùng nỗi đau. Vì chuyện ấy, thi thoảng, mỗi khi vợ chồng có điều gì, lão khuấn lại lôi ra dốc rỉa, nói kháy. Những điều lão nói đều đúng nhưng sao bà thấy đau. Cái đau không thể nói thành lời, như ai đó lấy dao dóc từng miếng thịt. Rứt từng miếng da Năm ấy Sau khi bà tham gia dân công hỏa tuyến trở về Cha già mẹ yếu Tuổi cũng đã toan về già gần 30 Trai làng người chiến trận chưa về Đàn ông lành lặn thì lên ông lên cụ Hoặc không tật nguyền cũng bệnh nọ chứng kia Vậy là khi có người xóm bãi sang làm mai mối cho con út trường tộc nhà A Vòng Bà gật đầu liền Tiếng là dâu Nhưng bà cũng chỉ giống kẻ ăn người ở mở sáng dậy cơm nước phục vụ gia đình. Ăn thì dưới xó bếp, nhà có khách khứa cấm bén mảng, tối tối đun nước gừng ấm, ngâm chân và xoa bóp cho bố mẹ chồng và chồng. Mọi việc chi tiêu, quản lý người ăn kẻ làm do quản gia. Khi sinh con cũng không được bế bồng hay chăm sóc mà giao cho vú nuôi. Lúc nào nhớ, cức sữa, cũng chỉ được vú nuôi cho ghé vào trông thấy năm 10 phút rồi phải rời đi ở xóm bãi có hai nơi không chỉ người ăn kẻ ở mà ngay bản thân bà cũng không được đến gần đó là cái ao trong khuôn viên và cồn nổi gần bờ ngoài sông cái ao có hình tròn bốn xung quanh được xây tường bao phía trên là hàng cọc sắt nhọn bẻ cong ra phía ngoài ao thông ra sông bởi một con lạch nhỏ đầu ngoài con lạch có một cánh sắt như chiếc phai chán nước ở các mương thủy lợi nếu muốn lấy hay tháo nước từ ao ra sông chỉ cần quay trục, kéo tấm phai chắn. Phía ngoài tấm phai chắn có một chiếc đăng sắt kiên cố quay lấy cồn nổi. Bà cũng đôi ba lần dò hỏi người ăn kẻ ở nhưng ai cũng sợ sệt, tìm cớ bận việc bỏ đi hoặc lảng sang chuyện khác. Thông dạ ba năm, bà sinh liền ba người con dai. Tưởng cuộc đời cứ thế trôi đi đến khi nhắm mắt xuôi tay. Ai ngờ, một tối, bà thấy cả xóm bãi nhà nào nhà nấy dục dịch thu dọn đồ đạc, gom góp tiền vàng. Ngay gia đình nhà chồng, người quản gia cũng hối hả kiểm tra sổ sách chi tiêu. Nửa đêm, bà nghe có tiếng gà động chuồng và tiếng giết quay tấm phai chắn kéo lên. Sang ngày hôm sau, cổng vào xóm bãi được đóng kín. Các gia đình nhà nhà im ỉm then cài. Quản gia nhà chồng luôn miệng dục người giúp việc lo gói cái này, bỏ cái kia công việc xem ra rất gấp bà không thể nào hỏi cho rõ ngọn ngành chập tối sau bữa ăn tự nhiên bà thấy nhức đầu lên giường nằm nghỉ rồi ngủ thiếp đi sáng tỉnh dậy bà thấy nhà vắng tanh không một bóng người bung cửa bà chạy khắp xóm chỉ thấy trong các ngôi nhà đồ đạc bỏ lại ngổn ngang cánh cổng vào làng ra bến đều mở toang bên bến còn mấy nhà thuyền về nửa đêm đang chờ ăn hàng hoảng hốt bà chạy một mạch vào làng rất nhiều người đứng túm năm tụm ba ở cổng thấy bà hớt hải chạy vào họ đều xúm lại có ý đón hỏi điều gì đó nghe bà kể ông giáo lắc đầu bảo bà bị gia đình chồng đánh thuốc mê để họ mang con của bà đi đến lúc ấy bà mới hay chuyện người hoa ở việt nam đang ùn ùn trở về tổ quốc theo lời kêu gọi vì suốt ngày trong lớp rào che nên bà không biết bà ngã sập xuống như cây chuối bị phạt ngang thân từ ngày các gia đình xóm bãi bồng bế nhau bỏ đi quãng sông ấy hay có các hiện tượng lạ mấy nhà nuôi vịt vào mùa lúa chắc hạt theo thói quen lùa qua đồng xóm bãi khi đến đó có con vật gì to lắm lao lên đớp tiếng quẫy nước của nó làm dạp cả khoàng cỏ rồi trâu bò chiều tối lùa qua cũng thường xuyên bị con quái vật lao lên tha đi có chuyện một chị đi gặt khát nước lội ra mép sông vừa đưa cái nón hợt hợt trên mặt nước con quái vật nhào lên ngoạm cả người tha đi mất tích dân làng cũng đã dày công phục nó nhưng bất thành tất cả lưới dây câu chài vó chẳng ăn thua gì có nhà trải còn bị mất cả đứa con trai lên năm khi ngồi trên thuyền đưa chân ra mạn đung đưa và bị kéo xuống đôi ba người đi mua thuốc bom về làm bộc phá phục khi nào nó nổi lên thì ném dường như con quái vật biết trước phục chỗ này thì nó lại nổi chỗ khác cũng từ đấy người làng không ai dám bén mảng ra khúc sông đó mọi người bảo nhau con quái vật đã thành tinh họ còn truyền tai Hôm nào phải ngày mưa thâm tối trời là có đàn cáo và đàn lợn trắng cứ bơi vòng quanh chỗ gò đất nổi ở xóm bãi. Những lúc ấy, thường có tiếng động ầm ầm như sụt đất, lở đê. Từ đó, quãng sông có tên là Khúc Hồn. Liền mấy hôm, mặt trời lắc thác mưa. Lão khuống cứ ăn sáng xong là lấy chiếc mùng nhỏ bằng tôn dùng để thả lưới treo dọc khúc hồn. Để ý, bà thấy lần nào đi lão cũng cầm cuộn dây câu cùng mấy con gà nhép mua về thả chuồng phía cuối đuôi thuyền. Lão đi như thế, khi về thường không thấy mấy con gà nhép đâu cả. Trên khuôn mặt, các nếp nhăn như giãn ra. Hôm nay, mở sáng, lão khuống lấy bộ quân phục ra mặc, rời thuyền vào làng. Tiền bán cá của hai vợ chồng lão để bà quản hết. Lo lão đói, bà bảo để nấu cho bát mì ăn rồi đi lão chẳng nói chẳng rằng. Rút cầu ném lên bờ, nhún người nhảy lên. Chân vừa chạm đất, lão nói mà không nhìn lại. Cứ ăn đi, vào làng một loáng rồi tôi về. Nhìn dáng chúi đầu, tất tuổi đi của lão. Bà thấy sao mà tội nghiệp. Cả cuộc đời lão chưa có được lấy một phút thành thơi. Bất chợt nhớ ông giáo có lần nói với bà, đàn ông cúi đầu, đàn bà yểu cổ là khổ làm bạn với lão bao năm có bao giờ bà để ý chuyện đó suốt ngày lo đánh trải thả lưới trên sông xong việc chút cá vào khoang rồi ôm cái bát điếu nậm rượu lăn ra ngủ mọi việc lão để bà lo hết bà về làm bạn với lão có lẽ do trời định hôm ấy chả biết run rủi thế nào chập tối mụ đỏm trên đường đi chợ về vào nhà bà xin nước uống chưa ngồi xuống hè mụ đã bô bô. Đời người thế mà khổ. Kiểu này ba bảy hai mốt ngày chắc chôn xuống rỗ. Đưa cho mụ đòm bát nước trẻ tươi. Bà hỏi. Ai khổ? Trong làng có người sắp chết à? Cây lão khuống ấy chứ còn ai vào đây? Ốm ba bốn ngày nay, trải lưới chẳng đi đánh được. Nằm co quắp như con mèo hen. Hỏi chả nói lên lời. Nghe mụ đòm nói bà muốn ra thăm xem sao chả gì lão cũng một thời làm lính chiến trận chả chết có khi lại chết vì đói ngay trên khúc sông làng dù lòng muốn nhưng nhớ cái hôm lão tức mụ đỏm suýt bê cả vịt cá quẳng xuống sông lại ngại tính lão như trương phi vì lòng tốt ra thăm có khi còn bị chửi đầu chả phải lại phải tai người ta có thân người ta lo nghĩ thế nhưng cả đêm bà nằm mà không ngủ được cứ chăn chọc mãi. Rồi bà tự nhủ. Ừ thì ra thăm. Nếu có hỏi, lấy cớ mua mớ cá. Nếu đúng như mụ đỏm nói thì giúp. Bằng không, mua con cá. Rồi về. Chờ trời sáng, bà đi ra. Đứng trên đê bà đánh tiếng mãi không thấy trả lời. Mòn men theo hai cây tre ghép lại làm cầu. Bà đánh liều xuống thuyền đến mùi vẫn thấy miếng vải che nắng còn buông. Bà len lén vén lên. Trong nhà thuyền mờ mờ, lão khuống nằm co quắp như con tôm, tiếng thở nặng nhọc, trên người phủ tấm chăn chiên cũ. Đánh liều bước vào, đưa tay lên mũi lão, bà thấy hơi thở lão rất yếu, chán nóng hầm hập, vội lật tấm chăn, mồ hôi lão ướt sũng áo kinh nghiệm những ngày đi dân công cho bà biết lão bị sốt rét tái phát lật sạp thuyền để tìm thứ gì đắp cho lão bà thấy mấy cái vại sành đựng gạo muối không còn một hạt bà chạy vào làng gọi người đưa lão lên trạm xá lão chẳng còn ai thân thích nên thời gian ấy bà cơm cháo nước nôi cho khi lão khỏe lại thỉnh thoảng bà ra nhà thuyền xem gạo nước mắm muối để mua giúp cứ mỗi lần bà ra lão lóng nga lóng ngóng nhưng nét mặt có vẻ vui hơn muốn mua sắm gì lão lại nhờ bà quen dần cá đánh được lão nhờ bà bán mụ đỏm mỗi lần ra thấy bà và lão như thế xem ra cũng vui một lần khi mua cá xong mụ đỏm ghé tai bà này theo tôi bà về ở với lão cho có đôi có đàn kia của nợ ấy không làm lâu ngày nó cũng ngứa ngáy có lão. Chả gì, khi cần cũng có cái gậy để chọc. Nói xong, mụ đỏm cười khi khí rồi tông tả gánh cá đi. Tự nhiên bà thấy nóng hai bên má. Cũng là kiếp người đã từng qua năm tháng chiến tranh. Lòng bà thấy thương lão nhiều hơn. Thế rồi lần đó, khi bà ra lúc lão đang lật miếng gỗ ghép làm sạp ngăn chỗ ngủ với đáy thả cá, cầm con cá trên tay, lão bảo, bà về ở với tôi nhé. Coi như bà thương tôi vậy. Dứt lời, lão vứt con cá xuống khoang. Đôi tay như gọng kìm kẹp chặt lấy thân thể bà ép xuống sàn. Chiếc nhà thuyền trong chành như muốn lật. Nhớ lại tháng ngày bên lão. Nỗi đau mất con dù lúc nào cũng day dứt nhưng những bận bịu mưu sinh khiến bà nguôi ngoai đôi phần. Phận người mong manh, duyên như chiếc lá. Biết giữ gìn phận càng dày biết nhẫn nhịn, chịu đựng duyên ở lại. Về ở với lão khuống, có khi đói, khi no, vất vả làm lũ lúc tuổi đời chẳng còn son trẻ nhưng cũng có bờ vai để tựa. Tính cáu bẳn của lão có khi cũng từ cuộc mưu sinh mà ra. Ở đời có ai nghèo sang, chỉ có nghèo hèn mà thôi. Bà đưa mắt nhìn dòng sông, gió đang từ phía đuôi thuyền thổi lại, chui qua nhà thuyền bà nhổ con xào để cho đuôi thuyền về cuối gió đùa ngu muốn nhổ xào cho thuyền ngược hướng gió thì cũng phải nhớ rút cái cầu lên chứ không có cầu tổ sư thằng nào còn nào lên được không biết thì để đấy lanh cha tra lanh chanh. nghe tiếng quát bà nhìn lên lão khuống vác trên vai cây tre đá đã được dốc sạch loại tre này thẳng thân to đều chỉ bằng cổ tay người. Lên đến gần ngọn mới vuốt lại. Cây thường dài khoảng 6, 7 mét. Tay không có gai, ngắn và nhỏ. Mắt che bé, các đốt không sần sùi. Chỉ cần lấy dao liếc qua đã nhẵn. Khi che già, ruột đặc, rất cứng. Người ta hay chặt về đẽo vắt hai đầu làm đòn càn. Các nhà thuyền thường chọn làm xào trống. Vào mùa gió, nếu thuyền đang bị xoay, chỉ cần lao vào mép đê, tay vút giữ cuối ngọn xào là có thể đã neo được. Đợi bà cắm lại con xào, lão vứt cây che xuống vạt đê, rồi kéo cầu để lên thuyền. Ông vừa vào xóm bãi về đây à? Phải, xào nhà mấy cái còn tốt. Ông lấy về làm gì? Lấy về làm gì bà không phải hỏi. Chỉ được cái lắm mồm. Lão chui vào nhà thuyền lục tìm con dao loại dao người Mông đi rừng mang theo. Con dao này chỉ khi nào có việc quan trọng lão mới dùng đến. Nó làm bằng thép cứng từ nhíp ô tô rồi đánh sống mà không nung. Vì thế, gần sống dao vẫn còn những vết búa đập chứ không nhẵn như các con khác. Loại dao này giống dao chọc tiết lợn của người dưới xuôi nhưng không cắt vuông góc chỗ tiếp giáp cán và tay cầm mà vuốt thành đường cong từ cán dao. Phình đoạn giữa rồi nhọn phía đầu chỗ phần to nhất của dao cũng chỉ rộng bằng ba bốn ngón tay, dài khoảng hai lăm đến ba mươi phân. Ra khỏi nhà, người mông bao giờ cũng buộc nó bên thắt lưng để tránh bị thương. người ta làm cái vỏ bằng gỗ để đút vào. Tuy dao nhỏ, gọn nhưng có thể chặt, chém, đâm đều được. Nó cũng là thứ vũ khí để người đi rừng tự bảo vệ khi bị thú dữ tấn công. Lão cầm con dao lên đê dốc rồi vuốt lại cho nhẵn các mắt, đốt tre, nâng lên đặt xuống, ngắm nghĩa một hồi. Lão chặt lấy phía gốc vừa đủ độ dài để sử dụng rồi mang thanh sắt xoắn còn nguyên rãnh, loại 12 ly, một đầu vuốt nhọn. Đầu còn lại có ngạnh như lưỡi câu ở hai bên mà mấy hôm trước lão cầm cạch hết đập rồi tôi cả ngày. Cắm vào làm mấy động tác đâm như như muốn lao cả người về phía trước mà nhấn. Xong lão lấy miếng ni lông cuốn phía đầu có ngạnh, mang xuống gác dọc thuyền. Đinh ba nhà có sao lại phải làm cái này? Ai nói cái này là đinh ba? Lúc nào cũng hỏi vợ. Đây là cái lao. Lôi chiếc điếu bát ra kéo vào lòng, làm ba bốn điếu liền cho đã thèm. Lão với tay kéo ấm tích, ngậm vào chiếc vòi. Tu. Bà cất cái gói chứa bột cây hôm trước đưa cho ở đâu, cả lọ nọc rắn nữa. Tôi giấu nó dưới đáy khoang mũi ấy. Mà ông định đi thả thuốc đánh cá đấy à? Đừng làm thế. Nhớ đâu. Người mua ăn phải rồi nguy hại. Vớ vẩn. Biết làm gì mà nói. Lão lục lấy gói bột cây. Nhỏ vào đó giọt nọc rắn. Trộn đều rồi đem tầm vào đầu mũi lao. Gác cẩn thận lại chỗ cũ. Lão lấy con dao mông ra mài thỉnh thoảng lại cạo cạo vào bắp chân để thử. Áng chừng đã sắc, lão giật một sợi tóc, để ngang lưỡi dao thổi. Phủ, sợi tóc bị cắt làm hai. Nhìn lưỡi dao, bà sờn ra chân ra tay, lo thắt cả ruột. Lão mà sơ suất thì, chỉ nghĩ thế bà đã xa sầm mặt mày. Lão đưa mắt nhìn trời, nhếch miệng cười vu vơ. Liệu nấu cơm sơm sớm, sớm trời này chiều này dâm không có gió đầu giờ chiều có việc đấy theo lời lão dặn khi đến quãng giữa khúc hồn bà chậm tay trèo chỉ đủ cho chiếc thuyền trôi trên nước lão khuống ngồi phía mui buộc vào một đầu sợi dây dù có mắc chùm lưỡi câu to con gà nhép làm mồi đầu dây kia buộc vào cọc lèo rồi thả mồi xuống sông dùng cây gậy đẩy nó ra xa thân thuyền lão đứng dạng hai chân tay cầm lao hướng về phía con gà nhép đang lập lở trên mặt nước. Khi đối diện với cồn nổi, lão ra hiệu để bà cho thuyền đi thật chậm già sát vào đám cỏ lúc xúc bên bờ. Hết một lượt lại quay trở lại. Đến lần thứ ba, khi qua chỗ cỏ lau bị nước ngập ngang thân, bà thấy có vệt sóng gợn lên bám theo. Tay lão khuống nắm chắc chiếc lao, người hơi ưỡn về sau, mắt nhìn không chớp vào gợn sóng. Từ dưới nước, con vật nhô đầu lên sần sùi như khúc gỗ lũa chiếc đuôi quẫy mạnh đẩy cả thân đen thùi lũi lao nhanh về phía trước làm nổi lớp vầy dựng ngược lên khỏi mặt nước cái miệng ngoác những chiếc răng trắng nhờn như hàng răng bừa trên hai hàm mở rộng táp con gà khi miệng con vật vừa khép lại cũng là lúc lão khuống dưới người dùng tất cả sức mạnh và sức nặng của cơ thể đâm chiếc lao vào cổ nó chúng cú đâm con vật lắc đầu đánh đuôi làm thành một dải sóng cuộn lên hất nước tung tóe vào thuyền lão khuống đẩy cây lao ra phía giữa sông khiến con vật bị lật phơi bụng lên mặt nước nhanh như cắt con dao mông cắm thẳng vào cái phần trắng vừa nổi lên lão giật mạnh tay chuồi người về sau kéo con dao về hướng đuôi bật người khỏi thân con vật ra giữa sông con vật oằn lên quẫy mạnh, đập thân vào thuyền. Bám vội hai bên mạn, đầu bà dáng vào vòm nhà thuyền ngã lăn ra. Khi dây dù lão buộc vào cọc lèo căng lên, kéo con thuyền nghiêng về giữa dòng trao đảo. Tỉnh lại, bà vội nhoài ra ngoài. Bà lo, không chừng, lúc con vật quật đuôi đập chúng thì lão khó mà sống. Máu từ chán bà chảy xuống mặt nước, hòa vào máu con vật cả một vùng nhờ nhờ màu máu bao quanh con vật nằm phơi bụng trên mặt nước. Đó là một con cá sấu. Con vật nằm ép mạn, dài gần hết thân thuyền. Liệu lão có nằm dưới thân nó không? Bà cố đẩy con vật ra xa. Bỗng phía mũi díu xuống, có tiếng động mạnh. Lão khuống nhô người lên, bám hai tay vào mạn, nhún, bật lên sạp. Lão nới sợi dây dù có chùm lưỡi câu khi trước buộc vào cọc lèo mũi rồi lần tay theo sợi dây nối chiếc lao. Lão thả lỏng dây buộc vào đuôi thuyền, ngay phía dưới chỗ đặt bếp, đẩy mũi ra giữa sông, ra hiệu cho bà trèo về bến. Tới nơi, lão lấy chiếc mùng bơi ngược lại khúc hồn. Lúc trở về, trong lòng mùng là một chiếc bia bằng đá phủ rêu. Đặt nó lên mặt đê, lão tất tà vào làng gió tự nhiên nổi lên phía khúc hồn có đám mây đen cứ cuộn lên rồi lại xà xuống một vài hạt mưa đã rơi lộp độp trên mái nứa có tiếng người lao xao từ hướng làng tiếng bước chân chạy mỗi lúc một gần người làng kéo ra chật cả đoạn đê có người còn lội xuống mép sông để xem cho rõ con vật vừa bị láo giết láo khuống đứng trên đê cùng ông giáo dùng dao cạo sạch lớp rêu phủ trên mặt bia ông giáo ngồi xuống lấy tay sờ sờ lên từng nét chữ sau khi xem xét kỹ ông giáo đứng lên xuôi tay đây là bia mộ của người có tên a vòng mấy chữ to nhất ghi vân nam a vòng chi mộ dòng chạy dọc bên cạnh người ta hay nói là lạc khoản ghi đại thanh canh ngọ niên tức là mộ a vòng người vân nam Bia mộ này được làm vào thời Đại Thanh, vào năm 1690. Đêm ấy, Lão Khuống cứ trằn chọc mãi không ngủ. Lão nhớ lại những ngày còn trên biên giới phía Bắc. Những người dân bên kia muốn chiếm đất của dân mình thường đem người chết sang chôn trộm. Bị phát hiện, họ bảo đấy là đất của họ nên họ mới chôn. Khi già làng chỉ rõ nguồn gốc mảnh đất, họ lại lấy cớ người chết vừa chôn không truyền đi được phải chờ ít nhất ba năm nghĩa tử là nghĩa tận thấy họ hứa sau ba năm sẽ chuyển về bà con đồng ý thế là họ bỏ lại cả chục năm không thăm nom rồi đùng cái lừa bên mình không để ý họ mang gạch đá đến xây thế là từ đất chôn nhờ nghiễm nhiên trở thành của họ ngày ở trên đó khi có việc như thế này mấy anh em lại nói già làng bảo con cháu ra đấu tranh, nếu họ không chuyển, dựa vào tâm linh, dọa sẽ cho người đảo lên mang sang trả. Lúc đó, động mồ động mà thì gia đình phải gánh chịu. Sau ba bốn lần làm thế, người bên kia mới thôi cho. Sáng sau, lão Khuống dậy sớm lắm, khi bà dậy đã thấy lão đang trên đề với thợ làm bia mộ. Bà lên xem, lão Khuống đang nói với người thợ đục vào phía trên đầu tấm bia của A vòng ba chữ bằng quốc ngữ, kẻ ở nhờ. Lật phía sau, lão nói thợ đục hai chữ, Việt Nam. Xong, kẹp chiếc bia vào nách, lão xuống mùng, treo về khúc hồn. Trở lại thuyền, lão khuống bảo bà nhổ sau mũi. Lão lại phía đuôi, trèo thuyền ngược dòng hệ về thượng nguồn. Hai cánh tay lão khoan thai, nhẹ nhàng đưa thuyền lướt trên đầu sóng. Được mấy hôm có mưa, đám cỏ tranh vươn lên tua tủa như gươm. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Xuất giá tòng phu, tác giả, Nguyễn Công Hoan. Trả tiền xe xong, ngài ôm cái gói bọc giấy xanh, chẳng dây hồng thoăn thoắt đến buồng khách qua buồng ăn ngó vào nhà tắm rồi xuống bếp su hào bắp cải bong bóng nấm mực còn bừa bãi ngổn ngang cả trên phàn làm cơm ngài ngơ ngác hỏi bếp bà đâu anh bếp ngơ ngác thưa bẩm bà ở nhà ngoài ngài càng ngơ ngác không mà. Rồi ngài tìm lượt nữa, nhà tắm, buồng ăn, buồng khách. Ngài gọi to: "Mở đâu nhỉ? Chẳng thấy vợ đâu." Ngài sực nghĩ ra, ngài chạy lên gác, bật đèn lên thì quả nhiên bà nằm trên giường, đắp chăn kín mít. Mừng rỡ, ngài đặt cái gói lên bàn, lại gần ngồi cạnh vợ, lật chăn ra tỏ ý ngạc nhiên kìa tôi tưởng mợ sắm sửa xong rồi dậy đi mau bà mở mắt lim dim kéo chăn đắp lại uể oải nói tôi nhức đầu quá mà cơm cúng ở nhà cũng chưa sắp sửa được gì cả không cần dậy mặc quần áo kẻo không kịp nói đoạn ngài lật cả tấm chăn ra bà vợ thì cố co lại. Thôi, tôi nhức đầu như bị búa bổ, và chóng mặt lắm. Ngài cười khanh khách, kéo vợ ngồi dậy. Ồ, vợ mãi, mặt mũi thế này mà bảo rằng nhức đầu. Mau đi, kẻo lỡ. Rồi chẳng hay cảm vì sắc đẹp hay muốn dở khoa nịnh đầm. Ngài ôm lưng vợ, hít vào cổ. Nhưng bà hất già, và lại cố nằm xuống dằn dỗi tôi chịu thôi ngài trợn mắt kinh ngạc chết việc cần không nói thế được thu xếp xong đâu vào đấy rồi mợ đừng phụ công tôi rồi ngọt ngào ngài đập vào vai vợ trỏ cái gói này tân thời đẹp đáo để dậy mà xem bà vừa kéo chăn toan chùm đầu, vừa nói. Điều khác thì tôi xin chiều ý cậu ngay. Ngài co phát chăn, cuộn lại, ôm quẳng sang giường bên kia, hình hệt cái mồm, cười. Mợ chỉ ngại rét chứ gì, có rét quái đâu, ở ngoài đường cũng ấm áp lắm. Bà ôm đầu, ở nhà công việc còn bề bề ra, cậu không biết à? cơm cúng đã làm được tí nào đâu. Ngài dỗ dành. Không cần. Chả cúng bây giờ thì 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ đêm. Lúc nào mợ về hãy hay. Mà chẳng có thì tôi cứ trầu nước mời các cụ về cũng được. Chứ đã làm sao. Mai năm mới. Hãy cỗ bàn bày vẽ. Nói đoạn. Ngài dựng vợ dậy. Cầm hai cánh tay. Kéo ra cạnh giường. Rồi ngoèo chân, xếp lại hai chiếc guốc cho ngay ngắn bà oằn oại ngả người để co lại nhăn nhó giằng tay ra nhưng thấy sức yếu quá nên tự nhiên bà bật ra tiếng khóc đó là lúc chẳng nên đùa cho nên ngài trợn mắt nghiêm chỉnh hỏi ô hay mờ không đi thơ cả bà vẫn ôm mặt nức nở cậu còn phải hỏi hay sao nhưng tôi đã hứa với người ta rồi kia mà. Mặc kệ cậu. Ai bảo? À, mợ khó bảo nhỉ. Nào có nhọc nhăn gì việc ấy. Tôi quanh năm làm lụng vất vả. Mỗi ngày vui đầu vào công việc hàng bảy tám giờ đồng hồ. Nếu tôi quản công, thì liệu cả gia đình này có được ấm no không? Mợ không biết nghĩ. Tôi hiểu cả. Cậu không cần nói nhiều, nhưng cậu đừng bắt tôi thế. Buông phứt vợ ra. Ngài ngầu ngầu nhìn thật nghiêm trình. Thế mợ muốn để cho người ta cho tôi là đồ gì? Bà chấp hai tay. Vái lấy vái để. Tôi lạy cậu. Tôi van cậu. Cậu đừng ép tôi. Tôi là vợ cậu. À, tôi là vợ cậu. Là vợ mà chồng bảo không nghe. Luân lý để đâu? Giáo dục để đâu? bà lại ôm mặt thổn thức ngài móc túi coi đồng hồ thôi dậy sắm sửa mà đi còn có ngót một giờ nữa thôi ngót một phút tôi cũng chịu nghiêm nét mặt ngài rẽ ràng giảng mợ phải hiểu tôi không muốn tôi phải ép mợ tôi muốn mợ vui vẻ mà đi tôi giả nghĩa trong từng ấy ngày tôi tưởng mợ đã nghe hiểu thế này thì cáu thật bà nằm lả xuống giường ôm đầu ngài nhìn một lát bỗng hất hàm hỏi mợ có đi hay không thì mợ bảo tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy cậu cậu tha cho tôi cậu đừng làm tôi nhục ngài nhăn mặt rồi to tiếng có đi hay không bà cũng nhăn mặt khổ quá tôi lạy cậu ngài gắt có đi hay không mợ trả lời một tiếng không lại van gì cả có hay không bà không đáp nức nở khóc ngài nắm chặt bàn tay đấm mạnh xuống phản nói nhưng chẳng được nghe ý kiến vợ ngài sung tiết chạy đến mắc áo vớ cái ba tong khuỳnh tay đứng trước giường rồi dơ ngọn gậy vào mặt vợ hỏi có hay không? Một tiếng. Vừa sụt sùi, bà vừa đáp. Không, cần quyết liệt hơn, ngài dơ gậy. Thật mờ không đi à? Không, à, bướng. Tao không dọa đâu nhé. Để rồi mồng bốn Tết, nó nhổ vào mặt tao ấy à? Cứng cổ này, khó bảo này. Thế là chiếc gậy hăng hái, cứ từ trên cao giáng xuống, bà rú lên, rồi giơ tay ra đỡ, sấn lại chồng, cố níu lấy cánh tay rắn như sắt. Nhưng loáng một cái, ngọn gậy dơ lên thật cao, quật mạnh xuống, chạm phải thành giường, gãy cắt ra làm đôi. Một mẩu quay lông lốc như trong chóng, bắn lên gần trần, rồi rơi xuống ván gác. Đó là một cảnh dữ dội. Tôi van cậu, để nội trong ba ngày Tết hôm nào tôi đi cũng được. Biết là sự làm giả bao giờ cũng hay hơn. Ngài lắc đầu, co giật phát vợ xuống. Bà ngã ngồi trên hai chiếc quốc lúc ấy ngổn ngang. Phải đi ngay. Tao không hoãn một phút. Đồ thân lửa chỉ ưa nặng. Bà nhăn nhó, khóc. Để đến mai, mồng một Tết, tôi đi vậy. Bây giờ tôi còn phải làm cơm cúng đã bảo không cần mà. Người ta đi trước Tết, chứ ai để đến Tết rồi mới đi. Đứng ngay dậy. Ngài giật phắt cái cột màn thì thình lình. "Ối hàng phố ơi!" Bà vừa kêu vừa túm lấy chồng, thở ì ạch. Nhưng khỏe như con vâm đưa khuỷu ra, ngài gạt vợ ngã lăn và nắm chặt lấy hai cổ tay. Bà oằn oại, song yếu quá bà dùng hai cẳng để cưỡng nhưng cả cái sức nặng của tấm thân vạm vỡ đè trên ngực bà bà phải cố cựa cậy để thở vậy mà ngài tát ngài tát dồn năm sáu cái và hỏi tội mày có đi hay không bà tối tăm mặt mũi hồn hển thách đây cậu cứ đánh chết tôi đi tức thì những quả thụi kinh hồn vào mặt vào ngực và vào sườn làm bà kêu thất thanh. Nhưng mặc kệ, ngài vẫn hỏi có một tội. Mày có đi hay không? Bà kêu cha, kêu mẹ, kêu cả trời nữa. Nhưng ai thưa? Ví thử cha mẹ hay cả trời nữa có đứng đấy thực, cũng đố dám vào mà gỡ. Việc gì cũng vậy, đánh đau thì phải chừa. Cho nên chẳng mấy chốc, bà kêu cuống quýt. Vâng, vâng tôi lạy cậu. Tôi xin đi. Ngài hung hăng, lôi phát vợ dậy, hầm hầm nhìn. Bà ngồi lả, chống tay đằng sau, đầu tóc rũ rượi, thở. Nếu mày định đi thật, thì đi mà lau mặt. Sợ quá, bà chắp hai tay vái cuống queo. Vâng, vâng, tôi xin đi. Đi ngay. Vâng vâng tôi lạy cậu nói xong bà lê đến ngồi ở ghế ngài nhìn ra hiên chạy lấy chiếc khăn mặt đưa vợ đây lau mặt đi áo quần phấn sáp có sẵn cả rồi còn khó khăn gì nữa đoạn ngài vớ cái bọc cởi dây mở giấy ra trước mặt bà và nói không biết tao hết hơi nói người ta mới cho mượn những thứ này à mau chậm rồi bà khóc sướt mướt cầm cái lược rũ mái tóc ra và vừa suýt xoa vừa trải ngài vẫn còn hung hăng rẽ như lối chị tham ấy giật nảy mình bà vội trải vội rẽ vội uốn éo cho làn tóc lật lên cong xuống cho thật nền rồi vừa lau nước mắt bà vừa lấy các thứ ở bọc để xoa phấn trắng đánh phấn hồng và kẻ môi son cho thắm. Trong khi ấy, Ngài đứng coi, mỗi chốc lại dở đồng hồ ra xem và dục Trang điểm xong, bà thở dài, cố gượng đau để đứng dậy, lấy cái quần sa tanh trắng và cái áo nhung màu may kiểu mới vẫn còn gấp gọn ghẽ trên bàn. Bà vận những thứ ấy vào, rồi bôi đẫm nước hoa. Đến bây giờ, dưới ánh đèn điện sáng trắng, bà thành ra một bông hồng nõn nà, thơm tho, khiêu gợi, nhưng vẫn chừng chừng nhìn vợ, ngài gắt, tươi tỉnh lên thì người ta mới cảm, chứ khó đâm đâm thế kia, thì nó tống cổ về. rồi ngài xuống gác, bà đi theo, ngài gói ít nhiệt trình cũ, buộc dây cẩn thận, rồi đưa bà, cầm cái này mà đi cho người ta khỏi ngờ, và vẫn nghiêm chỉnh ngải đe. Hệ nói dối tao mà trốn vào đâu thì đừng ăn cái Tết này thôi. Bà nghiến răng, thở dài, không đáp. Ngài nhiếc, cái giống đàn bà xưa này vẫn thế kia. Lúc đến thì đừng có lù lù đằng cổng trước, nghe chưa? Mà khi nào ông ấy cho về mới được về. Tao mà thấy ông ấy tỏ ý không bằng lòng thì chớ chết. Nước mắt chạy quanh, bà bước chân ra gần đến cửa quay lại rít lên nói thiếu gì cách lễ tết mà cậu phải làm tôi nhục nhã như thế này ngài trợn mắt cầm ngay làm gì mà bô bô cái mồm lên thế đổ ngu như lợn cái gì thì mua được chứ cái này mua được à rồi ngài đứng nhìn chiếc xe kéo vợ đi khuất mới quay lại ra dáng yên lòng Ngài yên lòng vì không phải thẹn với lương tâm mà chắc chắn rằng sẽ được ông ấy khen là biết ơn và tử tế. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh. Nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh quý vị và các bạn nhé mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại